Rồi xin chào các bạn đến với kênh Sáng tạo DJC. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà kiểm tra cuồng điện quạt B5 để phân biệt cái cuồng điện với cái số ôm của nó là cái số ôm nào còn xài được và cái số ôm nào là nó bị hư nha các bạn. Thì cũng có nhiều bạn yêu cầu là kêu mình là chia sẻ về cái số ôm và cái cách đo kiểm tra cái cuồng điện quạt B5. Đây cuồng điện quạt B5 là phen nó dày là 2,5 phân các bạn. Đó. Thì hôm nay để mình lấy cái cuộn điện mới để cho các bạn phân biệt nha. Đây để mình gỡ cuộn điện mới này ra rồi mình vẽ sơ đồ. Rồi mình chia sẻ cho các bạn cái cách đo đó và phân biệt cái số ôm luôn. Đây bây giờ để mình gỡ ra nha các bạn. Thì thường thường á thì khi mà chúng ta nắm cái căn bản đo á thì chúng ta là bắt tay vô là chúng ta đo hai mối vô K3 các bạn, thì mối chạy mối đề á, thì cái cuồng điện này á thì cái hai mối K3 này nó nằm ở phía trên đó, phía trên đầu cuồng điện nha. Đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà kiểm tra. Đây để mình dặn đồng hồ chế độ đo ôm các bạn, đây đồng hồ chế độ đo ôm nè. Thường thường á là cái cuồng điện quạt B5 á các bạn thì nó dao động á, thì cái thằng chạy nó dao động là nếu mà mình đo giữa thằng chạy và thằng số 3 các bạn, thằng chạy và thằng số 3 thì thường thường là nó dao động khoảng là 220 ohm và đến 250-270 ohm, nó ít nhất là phải là từ giá 220-230 trở lên thì cái cuồng điện nó mới xài được nha các bạn. Tùy theo hãng quắn chứ không phải là hãng nào cũng cái số ohm đó, có nhiều hãng quắn 250 và 270 ohm nữa, là cái đó là nó tùy theo cái hãng người ta quắn cái dây nhỏ hơn các bạn. Nó quắn dây nhỏ số dòng nhiều thì nó sẽ số ôm nó sẽ nhiều hơn, còn có nhiều hãng nó quắn cái dây to cái số dòng nó hả là cái điện trở nó sẽ lên đó, thành thử ra chúng ta đo thấy số ôm hết nha. Thì đây mình đo đầu tiên là mình đo phân biệt là giữa thằng chạy vàng đề coi nó còn lên không, nếu mà nó lên là số ôm như thế nào là còn xài được. Thường thường là chúng đo thử coi đây đó, 520 từ 500 ôm trở lên các bạn đó. Thì nó tùy theo cuồng điện các bạn, cuồng điện này nó quắn số dòng nó hơi ít và cái dây nó hơi to đó, tại vì cái cuồng điện này là mình lấy cái cuồng điện của Quắc Hưng đó các bạn, cuồng điện của Quắc Hưng thành thử ra nó quắn cũng đủ tiêu chuẩn đó. Thành thử ra đây nè, đây chúng ta đo lên đó, giữa thằng chạy đề là nó 519 ohm, coi như 520 ohm các bạn. Để nhận đồng hồ lại đây, trước tiên vô là các bạn nắm thằng chạy đề đo là nó lên khoảng 520 ohm, là các bạn thấy là cái cuồng điện có khả năng là 90% là còn xài được nha các bạn. Đó. Rồi việc tiếp theo là chúng ta nắm thằng đề. Thằng đề để mình kiểm tra coi mình phân biệt thằng đề nha các bạn. Đây thằng đề là chúng ta phân biệt là chúng ta đo giữa thằng cọng dây này với cái cọng dây xám ở dưới này các bạn. Đó, dây xám dưới nếu mà nó lên số ôm 500 mấy là có nghĩa là thằng này thằng đề nha các bạn. Thì thằng đề này chúng ta đo với số 1. Nếu mà thằng đề đo với số 1 nó từ 170 ôm hoặc là 160 ôm, từ 160 ôm lấy lên thì nó sẽ là cái cuồng điện nó còn tốt, mà nếu mà nó dưới 160 ôm á, nó khoảng là 150 mấy ôm trở lại thì cái cuồng điện nó là nó quắn là cái số dòng là hoặc là cái cuồng điện nó bị chạm nhẹ, thành thử ra cái số dòng nó ít nha các bạn. Thì có những cái cuồng điện người ta quắn ít nhất là phải từ 160 ôm lấy lên nha, mà dưới 160 ôm là thấy có nó sẽ có vấn đề các bạn. Bây giờ mình đo giữa thằng đề với thằng số 1. Đây. Thằng đề với số 1 là nó là 173. Đó, 173 ôm. Đó, bây giờ để mình lấy cái sơ đồ lại để mình cho các bạn xem. Đây mình có vẽ cái sơ đồ nè các bạn. Tại sao mình nói là giữa thằng đây. Để mình để đây đi. Cái đồng hồ ở đây nó cũng cái bảng nó hơi rộng. Cho bự ra chút xíu nữa các bạn. Đây. Đây là cái sơ đồ của cái cuồng điện quạt các bạn. Thì bốn cái cuồng trên nè, bốn cái cuồng trên nè các bạn. Đây mình vẽ bốn cuồng trên là phân biệt nè. Bốn cuồng trên là bốn cuồng chạy nè. Đây một cuồng nè, hai cuồng nè, ba cuồng nè, bốn cuồng nè. Mình vẽ là bốn cuồng chạy nè. Đó bốn chạy trên nè. Đó. Còn ở đây là bốn cuồng số và hai và bốn cuồng đề. Đó. Cuồng số này là nó quắn hai lần. Mỗi lần như là nó quắn chia bốn cuộn các bạn, chia bốn cuộn phía nằm phía trong này đó, nhưng mà nó quắn hai lần nó gỡ nhau xong rồi nó đấu lại nha các bạn. Đó rồi kế tiếp là nó quắn thằng đề với thằng số lúc nào cũng nằm ở chung ở cuộn trong các bạn,
Bởi vì khi mà cái cục điện nó bị đứt, các bạn gỡ ra ở trong thì các bạn thấy luôn luôn lúc nào á, mỗi bên 3 cộng 2 bên 6 cộng dây, còn ở ngoài nó chỉ có 2 cộng dây thôi, 2 cộng dây là thằng chạy nè đó. Còn ở trong là nó sẽ đi chung cái tép lại với nhau nè. Rồi để mình chia sẻ cho tại sao là mình hay kêu các bạn là đo thằng đề với thằng xanh. Đây, thằng đề với thằng xanh là cái thằng đây, cái thằng đề để mình lấy xác định là cái dây đề các bạn. Mình xác định là cái dây đề cái. Đây các bạn, cái dây đề nè, dây này dây đề nè. Đó. Thì mình lấy nắm cái cọng dây đề nè các bạn. Đây cái cọng dây đề nè. Đây cái cọng dây đề nè, các bạn thấy rõ không? Là dây đề dây màu đỏ nè. Đó. Thì cái thằng này là dây đề nha. Dây đề là cái thằng này cuối đề nè. Đó, còn cái thằng đầu đề này thì nó đã đấu vô cái dây giật số này là nó nằm ở số 1 nè, là dây màu xanh nè. Đó, thì mình đo giữa cái thằng cuối đề và thằng là dây màu xanh á thì nó là 173 vòng, 173 ôm. Thì 173 ôm là đo tổng của số dòng đề này. Đó, là nó còn xài được nha các bạn. Còn nếu mà các bạn đo mà thằng đề với thằng xanh này mà nó lên khoảng dao động khoảng là 150 ôm trở lại thì cái cùng điện nó là nó đã có vấn đề. Đó. Rồi kế tiếp là chúng ta đo số 2. Số 2 thì cái số ôm nó sẽ nhiều hơn. Là do nó qua một phần số các bạn. Số 2 là chúng ta đo vô thằng vàng nè. Đây, chúng ta đo thằng đề, nắm đỏ đỏ này đo thằng đề nè. Và chúng ta đo vô số 1 thì nó đã qua một khu vực đề. Còn nếu mà chúng ta đo số 2 thì nó sẽ chạy qua một số dòng của dây số, nó ra dây vàng. Thì chúng ta đo cái số 2. Chúng ta đo số 2 thì cái cuộn điện nó lên là 220 ôm. Đó các bạn, 220 ôm. Thì nó còn tốt. Nếu mà các bạn đo giữa số 2 và số 1 mà nó cái số ôm nó có 173 ôm. Và số 2 thì mình thí dụ nha. Ví dụ các bạn đo số 1 và số 2 nó đều giống nhau 173 ôm. Thì cái cuộn điện nó đã bị chạm số nha các bạn. Là giữa cái số này với số này nó đã chạm với nhau. Thành thử ra nó mới lên là đồng số ôm. Đó. Đó mình chia sẻ cho các bạn để các bạn biết nếu mà chúng ta đo từ số 1, đây, số 173, số 2 nó lên là 222 ôm thì cái số ôm nó như vậy là nó rất là tốt. Số 3 nó phải lên cao nữa các bạn. Số 3 nó phải lên cao nha, số ôm nó phải khác nhau. Đây, số 3 đã lên 269 ôm, có nghĩa là còn xài được nha các bạn. Rồi, chúng ta đo nắm đầu tiên là chúng ta nắm dây đề, chúng ta đo ba số, nếu mà ba số mà nó nhảy cái số mà nó có phân biệt cái số ôm khác nhau. Nhưng mà quan trọng thằng đề với thằng số 1 nó phải lên là từ 160 ôm lấy lên, nếu mà dưới 150 ôm thì cuộn điện nó đã chạm. Đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách đo cuộn điện 5 rồi diện các bạn. Rồi, kế tiếp là chúng ta đo thằng số 2, số 3 thì nó phải đều có số ôm khác nhau, nếu mà số ôm giống nhau là cuộn điện nó đã bị chạm nha. Rồi, kế tiếp là chúng ta nắm thằng chạy. Ở đây, đây là thằng chạy các bạn. Thằng này cũng là thằng chạy, thằng này với thằng này chung nha các bạn. Thằng này là nó đưa xuống cái cộng dây chạy xuống đây để nó đấu cùng dây điện 220 vô, thành thử ra chúng ta đo lên là thẳng này các bạn thấy rõ không? Thì chúng ta nắm dây chạy đây. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải đo số 3 trước, thằng chạy chúng ta phải đo số 3 đừng đo số 1. Nắm vô đầu tiên đo là đo số 3. Tại sao? Tại vì thằng chạy nè các bạn, đây, thằng chạy dây xám là ở đây nè, đó các bạn thấy rõ nè. Cái dây xám của thằng chạy nè, là dây xám nè, dây điện của nó nè, chúng ta nắm vô dây xám nè. Dây xám nè, chúng ta đo thằng số 3. Số 3 có nghĩa là chúng ta đo một phần của cái cuộn điện chạy này. Đó, một phần riêng của cuộn điện chạy này các bạn. Đó, thì chúng ta đo cái cuộn điện chạy, nếu mà chúng ta đo thằng chạy với số 3 thì trung bình dao động của nó là từ 220 ôm lấy lên thì cuộn điện nó là còn xài được, mà nếu mà dưới 200 ôm thì cuộn điện có nghĩa là cuộn điện nó bị chạm nha các bạn. Đây. Cuộn điện của nó là thằng chạy với số 3 là 250 ôm thì có nghĩa là chúng ta chỉ đo là một phần cuộn điện chạy thôi, mà nếu mà nó dưới 200 ôm thì cuộn điện nó đã có vấn đề nha. Tại vì có nhiều hãng quán cái số dòng nó sẽ khác nhau và số ôm nó sẽ khác nhau, nhưng mà mình lấy cái số ôm chuẩn để mình chia sẻ cho các bạn nha. Rồi kế tiếp chúng ta phải đo tới là số 2. Số 2 là nó cản qua một phần số nữa các bạn. Đó, thì nó sẽ là nhiều ôm hơn, thì chúng ta sẽ đo coi nó sao, nó có sai lệch không. Đó. Thì nó là 299 ôm, coi như gần 300 ôm các bạn. Thì nó cản hết 50 ôm đó. Thì có nghĩa là nó thêm 50 ôm vô là cái cuộn điện này còn tốt nha. Và chúng ta đo kế tiếp là đo thằng số 1 thì nó sẽ lên khoảng 300, gần 350 ôm là cuộn điện nó tốt nha các bạn. Đó, cái cuộn điện nó còn rất là tốt. Đó, thì các bạn chú ý là mình chia sẻ cho các bạn đo là đầu tiên là chúng ta nắm chạy, đo số 3 là nó chỉ là đo chạy thôi. Rồi các bạn đo tới số 2 thì nó cản qua một số dòng, nó cản qua một phần số thì nó sẽ nhiều ôm hơn. Rồi kế tiếp chúng ta đo vô số dây số màu xanh. Đó, dây số 1 nè. Đó, một bằng màu xanh nè, thì nó sẽ qua một phần số nữa, thành thử ra cái số ôm nó sẽ nhiều hơn nha các bạn.
Còn các bạn biết tại sao mà giữa chúng ta nắm hàng đề như đề dân chạy mà nó lên số ôm rất cao không? Đây các bạn, mình nắm đề chạy nè, lá lên rất cao là 520 ôm nè, là chúng ta đo nè giữa dây xám nè các bạn, dây xám nè, xám hàng chạy nè đó, và dây đề nè thì chúng ta đo là tổng cái số vòng luôn, tổng số vòng nè các bạn thấy rõ nè, đó nó chạy vòng vòng nè đó các bạn, đó thấy rõ không, đó nó chạy vòng vòng hết trơn nè, thì chúng ta đo hai cái đầu này thì đương nhiên cái số ôm nó sẽ nhiều nhất rồi. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà đo số ôm, kiểm tra cái số ôm của cái cuộn điện quạt B5 thì tới đây là xong. Rồi nếu mà bạn nào đo mà kiểm tra thấy cái số ôm nó sai lệch chứ nha, nó không có giống như là cái ở trên cái phần mình mô tả mình chia sẻ, thì cũng có nhiều cái cuộn điện nó sẽ cái số ôm nó sẽ khác nhau, nó không giống như vậy, nhưng mà cái số ôm quy định của thằng chạy á, của chạy quạt B5, nếu mà các bạn đo dưới 200 ôm thì cuộn điện nó đã bị chạy nha, đo thằng chạy số 3 đó. Còn nếu mà các bạn đo thằng đề dưới cái thằng số 1 mà nó là dưới 150 ôm thì cuộn điện nó đã có vấn đề nha các bạn, thì các bạn kiểm tra cái phần đó nha. Có những cái cuộn điện quạt B6 là phe 3 phân thì cái số ôm nó lại khác nữa nha các bạn, số ôm nó sẽ ít hơn, thì các bạn đừng có nhầm lẫn cuộn B5 và B6 nha. B5 á là phe nó 2,5 phân, còn B6 là phe 3 phân nha, các bạn chú ý cái vụ đó. Thì đó thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách đo kiểm tra cái cuộn điện quạt B5 và cái số ôm để các bạn ghi vô sổ các bạn nhớ lại nha. Rồi nếu mà các bạn cần thiết thì các bạn ghi cái sơ đồ này, cái sơ đồ này là cái tổng cái sơ đồ chải của cây quạt của mình đó, mình chia sẻ cái sơ đồ đó để cho các bạn nào mà nếu mà có muốn ghi vô để mình hiểu biết về cái sơ đồ á thì ghi vô nha. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn nha, bạn nào không hiểu thì cứ comment bên dưới thì có gì mình chia sẻ thêm.